like a bell cut. Anh chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái ứng dụng quay phim ha, bằng điện thoại ha. Ứng dụng quay phim trên điện thoại. Thì những cái camera mà có tích hợp sẵn trên cái điện thoại thì cơ bản thì chỉ đảm bảo cho việc mình quay phim chụp hình thông thường thôi ha. Nhưng mà để xuất một cái file video đẹp mà các cái thao tác chuyên nghiệp ở trên điện thoại thì mình cần phải một cái ứng dụng thứ ba ha. Thì như các bạn biết thì cái ứng dụng camera ở trên cái điện thoại á, thì các bạn cũng đã thấy ha, thì nó không đảm bảo, các bạn thấy không, nó không chuyên nghiệp ha. Nó chỉ có rất ít cái công cụ ở trên màn hình để cho mình thao tác ha. Ví dụ công cụ zoom này cũng không có chế độ zoom ha, tiêu cự ha, cái focus á mình cũng không focus được ha. Rồi các cái mình chọn các cái chất lượng của cái ảnh ha, thì cũng khó. Nói chung là mình rất là khó thao tác ở trên cái ứng dụng camera tích hợp trên điện thoại. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái ứng dụng phải cài đặt thêm ha. Thì cái ứng dụng này mang tên là Pro Movie ha. Thì cái ứng dụng này mình đang thực hiện trên là hệ điều hành iOS. Đó, thì có những cái video sau mình sẽ chia sẻ trên một cái ứng dụng trên Android ha. Thì hôm nay cái ứng dụng đó là cái ứng dụng Pro Movie. Pro Movie ha. Thì cái ứng dụng này nếu các bạn xài miễn phí thì nó sẽ không có những chức năng liên quan đến vấn đề là chất lượng ảnh ha, mình không quay được 4K ha. Rồi một số cái tính năng hạn chế ha. Thì cái mình sẽ mua bản Pro thì khoảng tầm đâu đó khoảng 100K thôi, thì mình có thể là mua được, mình xài được full chức năng ha. Rồi mình sẽ đi chi tiết cho bạn cái ứng dụng quay camera chuyên nghiệp đẹp ha, mà cho ra cái chất lượng ảnh rất là đẹp, chất lượng video rất là đẹp. Rồi ok các bạn. Rồi các bạn thấy nè, thì trên cái màn hình của mình á, thì các bạn vào Apple Store ha, các bạn cứ gõ vào chương trình là nó là Pro Movie ha. Đây cái app này nè, cái app Pro Movie này ha. À, các bạn thấy không, Pro Movie ha. Cái này có thể là mình do mình cài đặt rồi nè. Nếu các bạn cài đặt thì sau đó các bạn bấm thêm cái phần trả tiền cho cái bản full ha. Rồi mình sẽ đi chi tiết cái bản này ha. Đây là giao diện chính của cái ứng dụng Pro Movie này ha. Thì các bạn thấy trên cái màn hình chính của nó, cái màn hình chính của nó đầy đủ các chức năng cho mình thao tác ha. Các bạn thấy nó khác với cái ứng dụng quay camera tích hợp trên iPhone không? Nó rất là khó cho mình điều khiển ha, tinh chỉnh ha. Đây, thì trên cái màn hình của này á, mình cảm thấy đầu tiên là các bạn thấy nằm bên trái trên cùng này. Mình sẽ đi từ bên trái ha, nó sẽ có 3 chế độ này ha. Đó. Nó chế độ nhỏ, thu nhỏ ha, chế độ toàn màn hình ha, và chế độ mờ của các nút bấm ha. Thì thông thường các bạn nên dừng ở cái chế độ này để cho các bạn thao tác được các cái thanh công cụ ở trên màn hình quay ha. Rồi tiếp nữa là cái menu tiếp theo ở phía bên trái nè, mình đi từ bên trái qua nha. Cái setting ha, các bạn thấy không, đầy đủ ha. Các bạn cho các bạn chọn chế độ nè, các bạn chọn chế độ là selfie nè ha. Đó, selfie nè. Rồi chế độ màn hình sau nè ha, chế độ duo ha, tùy theo cái điện thoại của bạn ha. Đó, chế độ chụp góc rộng nè ha, chế độ chụp góc hẹp nè ha. Đó, đầy đủ ha. Rồi cái này chống rung nè, đó ha, chống rung cho video nè. Đó, chống rung hai lần ha, mắc luôn ha, chống rung một lần ha. Đó, cái này không chống rung ha. Đó, các bạn thấy không, nó đầy đủ các chức năng cho mình tinh chỉnh. Chứ nếu mà cái app của thông thường trên điện thoại thì nó rất là khó cho anh em mình thao tác ha. Rồi cái này là thì bật đèn flash ha. Đó, ánh sáng của cái điện thoại ha.
rất nhiều overlay ha. Overlay các bạn có thể chọn chế độ lưới ha. Đó, chế độ chọn chỉnh cái phần mà độ nghiêng của điện thoại ha. Đầy đủ ha. Platform vậy. Đó, chọn chế độ flip chia màn hình ha, quay ha. Đó, bạn thấy không? Rất là nhiều chức năng ha. Đó là cái phần setting ha. Một cái phần mà anh em mình phải qua đáng quan tâm nữa là cái này. Đó, các bạn thấy không? Trong cái mục thứ ba bên trái từ trên xuống dưới nè. Đó, mình chọn được cái tỷ lệ khung hình ha, 16 9 hoặc 43 ha. Rồi, chọn cái độ phân giải ha, 1080 ha. Đó, 4K, 3K, 1440 pixel ha, đầy đủ ha, các bạn chọn thỏa thích cái nội dung mình quay ha, cần chất lượng nào thì mình quay nha. Nè, 30 khung hình ha, frame rate 30 khung hình ha. Mình có thể chọn slow motion ha, mình để mình quay 60 frame hoặc 50 frame ha. 1 40 20 120 frame ha. Đó, đầy đủ ha. Rồi. Đó, chất lượng H264 mình chọn mắt nó. Đầy đủ cho các bạn ha, xong ok ha. Rồi. Thì cái phần này mic ha, mình có thể là mình tắt mic. Đó, hoặc là chọn mở mic ở chế độ nào đó ha. Rồi. Đặc biệt là cái bên dưới này ha, shutter, ISO các bạn đều có thể chỉnh được. Đó. Đó, ISO ha, mình có thể chỉnh được tùy lúc sáng tối ha. Rồi, cân bằng trắng các bạn cũng coi ha. Thì thông thường mình để chế độ auto ha. Còn ví dụ ngoài mây nè, cái này cũng tương tự nè, lúc trời nhiều nắng nè, trời mây nè. Đó, trong nhà ha, ánh sáng địa đèn điện ha, cho mình chế độ chụp hết. Nè, còn focus các bạn thấy không? Focus nè. Đó, đây là khóa rồi đúng không? Mình mở focus ra ha. Rồi. Rồi, các bạn thấy không? Đó. Đấy, slow the focus. Có thấy không? Zoom ha. Cho mình chỉnh ha. Rồi, thì đây là một cái phần mềm mà mình cảm thấy rất là ưng ý cho các bạn, để các bạn tận dụng, để các bạn sử dụng để mình quay các cái vlog bằng điện thoại ha. Nó rất là nhiều tham số ở trên màn hình cho mình chỉnh ha. Rồi thì mình chia sẻ như vậy thì các bạn có thể các bạn tải về các bạn tham khảo và trải nghiệm ha. Rồi, xin chào các bạn.